cầu hội thánh thánh giá lên đầu, xin chúng ta xếp vào đoàn dù cho chúng con. Thank you.
thứ tự đón đoàn lễ nghi được sắp xếp như sau. Đi đầu là hai lá cờ đầu, sau cờ đầu xin kính mời hương nửa, sau hương nửa xin kính mời nhạc đoàn, sau nhạc đoàn xin kính mời quý vị của các hội dòng, sau quý vị của các hội dòng xin kính mời quý thầy, sau quý thầy chúng con xin kính mời quý cha trong đoàn lộc đế. Tiếp đến chúng con trân trọng kính mời đức cha giáo phận. Xin kính mời tới quý các hội đoàn, chúng ta sẽ dịch chuyển về vị trí. Và xin mời nhạc đoàn, chúng ta sẽ cử nhạc để chuẩn bị cho đón đoàn lễ nghi sáng hôm nay. Để thánh lễ truyền dầu hôm nay diễn ra cách trang trọng và sốt sắng, xin lưu ý với cộng đoàn một số điểm như sau. Một, tất cả điện thoại xin vui lòng tắt hoặc để ở chế độ im lặng. Hai, có ban y tế phục vụ ở khu vực đầu nhà thờ. Những ai có nhu cầu xin liên hệ với ban y tế để được chăm sóc. Ba, trong thánh lễ có ban truyền thông của giáo phận phục vụ. Những ai không phải là ban truyền thông, xin vui lòng không quay phim chụp ảnh. Xin cảm ơn quý cộng đoàn.